Em xin chào mấy cô chú, mấy anh chị yêu thích hoa lan. Thì hôm nay cũng đã gần hết Tết rồi, cũng đã là mùng 8 Tết rồi. Thì có một số anh chị cũng đã bước vào công việc của năm mới rồi. Thì nghinh xuân của chúng ta, nghinh xuân ngọc điển của chúng ta, nó cũng đã trổ vào ngay đúng dịp Tết và cho chúng ta một cái Tết thật là trọn vẹn, đầy niềm vui. Thì sau khi chúng ta chơi Tết xong á, thì thời điểm này thì chúng ta nên cắt vòi hoa đi để chúng ta dưỡng cây lại. Tại vì sau một thời gian dài nó nuôi hoa thì cây nó rất là suy yếu. Thì sau đây em sẽ chia sẻ cho cô chú mấy anh chị những loại phân thuốc nào cần thiết để giúp cho cây mau chóng phục hồi lại, lấy sức lại. Sau đây thì xin mời cô chú mấy anh chị. Đây cô chú mấy anh chị, ví dụ cây hồng sắc pháo này, nó còn những cái vòi ở trên nè, nó chưa nở hết nè. Khi chúng ta đã chơi xong những cái vòi ở dưới đây nè, nó tới 4 vòi lận. Những vòi ở dưới đây nở nhưng mà ở trên đây nó vẫn còn nụ nè. Đó, chúng ta có thể chơi được nửa tháng nữa đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn cây mình nó khỏe thì chúng ta sẽ cắt bớt vòi. Ví dụ muốn chơi cây này đi thì chúng ta sẽ cắt bớt một vòi, hai vòi, ba vòi, chúng ta sẽ để lại một vòi. Đó, cây mình sẽ bớt mất sức. Còn không thôi thì bây giờ không còn Tết nữa thì chúng ta cắt hết luôn. Chúng ta dùng kéo, chúng ta cắt ngang đây. Đó, chúng ta dưỡng cây. Đó. Thời điểm này thì tại vườn nó cũng còn rất là nhiều cây đang nở. Rất rất nhiều. Đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn cây mình khỏe thì chúng ta sẽ cắt hết những cái vòi này. Đây. Cắt hết. Nè, cái này có thể chơi được một tháng nữa nè. Thôi nó nở vài ngày thì chúng ta cắt luôn đi. Đây. Đó. Rất rất nhiều. Này như thằng này đã chơi trước Tết tới giờ vẫn còn rất đẹp. Đó, cắt bỏ. Mấy cây rừng này bỏ luôn. Đó. Cây màu cam lửa này cũng đang chuẩn bị đây nè, chuẩn bị nở nè. Một vòi, hai vòi. Đây. Cắt á, thì nó mình cũng tiếc. Mình tiếc tại vì mình trồng một năm nó mới ra hoa, mà mình chơi thì chỉ được mấy ngày thôi thì chúng ta cũng rất tiếc. Đây cam lửa đây, tiếc thì tiếc nhưng mà chúng ta nếu mà thương cây của chúng ta thì chúng ta sẽ cắt bớt. Ví dụ 4 vòi thì chúng ta chừa lại một vòi. Đây thí dụ như vậy thì em cũng không nỡ cắt nữa nè. Đó, còn vòi này chuẩn bị nữa nè. Đó, cây này chúng ta có thể chơi hơn một tháng nữa nè, không cô chú anh chị? Đó rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ qua những loại phân thuốc nào sau khi chúng ta cắt cái vòi này đi, cắt hết những cái vòi này đi, chúng ta sẽ dưỡng nó lại bằng cách nào. Rồi bây giờ về vấn đề phân thuốc đi dưỡng cây đây. Rồi, này nãy em cắt mấy cây ấy nè, bỏ qua. Đó, cây chúng ta sau một thời gian dài nuôi hoa nó sẽ bị rất là kiệt sức. Nhiều khi mấy anh chị đem vô trong nhà, mấy anh chị chưng ở trong nhà rồi mấy anh chị tưới nước thì mấy anh chị sợ nó chảy tùm lum ra, mấy anh chị không dám tưới. Đó, ở vườn á, thì một ngày tưới 2 lần cây nó sẽ không bao giờ mất sức. Còn vô nhà rồi mấy anh chị nhiều khi 2-3 ngày mấy anh chị mới tưới cho nó 1 lần. Mấy anh chị để ý xem mấy cái đầu rễ á, nó đen đầu rễ hết trơn, đen mấy cái đầu rễ hết rồi, không có cái rễ nào phát triển được hết. Không, để cho mấy anh chị xem đây. Khi cây đang có hoa, nó nằm tại vườn, rễ vẫn phát triển bình thường. Đó. Này, đang có hoa. Theo công thức kích rễ của bên em thì rễ đang rất phát triển rất bình thường nên cây nó sẽ rất là khỏe. Còn mấy anh chị mà đem vô nhà hoặc là rinh tới rinh lui chân cây nó mất sức, em đảm bảo mấy cái đầu rễ này nè, đen sạch hết luôn. Không có còn tươi như những cái đầu rễ này đâu nè. Đó. Thấy không? Đầu rễ vẫn xanh tươi, cây vẫn còn giữ lá chưng. Đó. Rồi. Chúng ta phục hồi cây á bằng hai combo, một là combo 7, hai là combo lá mít. Những anh chị nào đã từng xài rồi á thì sẽ biết được công dụng của nó. Đó không? Còn những anh chị nào mà chưa từng xài á thì em cũng xin giới thiệu luôn. Đây. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xài chai Amirin này nè. Đó. Nó có tác dụng là giải độc nè, chống sốc cây cảnh,
Đây, công dụng bên đây nữa nè. Phục hồi cây sau khi ra hoa. Đó không anh chị? Đó, nó chứa rất nhiều là amino acid nè, vitamin nè, rất rất nhiều. Đó, nó phục hồi cây của chúng ta nè. Đó, chúng ta sẽ pha 1 mi trên 1 lít nước và một tuần phun một lần trong combo 7. Đúng không? Đó, rồi tiếp theo, đây là giải độc xong rồi đúng không? Vấn đề là những cái rễ của chúng ta bị hư tổn, chúng ta sẽ phục hồi rễ lại cho cây của chúng ta bằng bộ ba kích rễ trong combo 7, Super Rot B1, Rot 2, đây, hàng nhập khẩu từ Mỹ, và OG Home. Bộ ba này kích rễ cực kỳ tốt. Mấy anh chị nào mà từng xài combo 7 rồi á sẽ biết cái sự lợi hại của bộ ba kích rễ này. Đó, chúng ta sẽ phục hồi rễ lại cho cây bằng bộ ba kích rễ. Đó, sau khi mà rễ ra rồi, giải độc kích rễ xong rồi, chúng ta sẽ pha thêm NPK vào cho nó. Đây, NPK 20 điều, hoặc có thể là xài 30 10 cũng được, tùy mấy anh chị. Và CSO, đây một thằng là phân bón dạng hữu cơ, một thằng là phân bón dạng vô cơ kết hợp lại. Một thằng này là 1 mi trên 1 lít nước. Cái này là 1 gram trên 1 lít nước. Đó. Chúng ta pha 5 loại này nằm trong combo 7, phun định kỳ 5 đến 7 ngày một lần. Không? Rồi, cái này là phân bón gốc trong combo 7 rồi, thì mấy anh chị có thể bỏ gốc bằng cái này hoặc là phân dê tùy thích mấy chị thôi. Rồi, chuyển sang bộ ba lá mít. Đây. Đó. Sau khi mà nó nuôi cây, nó nuôi hoa xong rồi, lá nó thường thường nó bị nhăn lại nè. Nhăn lá, rồi lá nó mềm đi, chúng ta sẽ phục hồi nó lại bằng bộ ba lá mít. Đây. Nano HT Silic. Đây. Abacid. Nếu anh chị nhìn nhãn nè ha. Mập mầm to hoa dày cánh. Và chai thứ ba là chai AC Zinmax. Đó. Nè, tác dụng của nó nè. Dày lá nè, có tác dụng dày lá nè, nó làm đẹp cái màu lá nè, dày lá nè, bóng lá. Đó. Rất là nhiều các nguyên tố vi lượng và trung lượng ở đây. Đây là bộ ba lá mít. Nhắc lại luôn ha anh chị. Đây, Nano AT Silic AC Zinmax. Đó. Rồi. Abacid. Đây là em đã có video là giới thiệu combo 7 và combo lá mít rồi. Mấy anh chị nếu chưa biết về hai combo này á thì có thể tìm kiếm lại trên kênh Hoa Lan Lâm Hoài, sẽ có hai combo này. Em có hướng dẫn á. Rồi, chúng ta sẽ phục hồi lại cây của chúng ta sau quá trình ra hoa bằng hai combo này. Rồi, em xin nói thêm về cái liều lượng pha của combo lá mít cho những anh chị mà chưa biết gì nó. Cái chai Abacid này á, mấy anh chị sẽ pha là 1,5 ml cho 1 lít nước. AC Zinmax là 1 ml cho 1 lít nước. Thằng Nano này là 1 ml trên 1 lít nước. Đó, chúng ta đây sẽ kết hợp bộ ba này. Bây giờ phun như vậy nha. Thí dụ đi, chúng ta có hai bộ combo. Chúng ta sẽ chia ra làm hai lần phun. Chủ nhật chúng ta sẽ phun combo 7. Đó, sau đó là tới thứ tư. Đó, chúng ta sẽ phun combo lá mít. Chúng ta chia nhỏ nó ra. Đó, chúng ta cố gắng chia nhỏ nó ra chứ đừng có gom nó lại một cục vậy thì hơi bị nhiều. Cây nó hấp thu không kịp. Rồi, chúng ta chia đều nó ra. Như vậy, cây nó sẽ hấp thu tốt hơn một xíu. Đó, nhớ nha mấy anh chị, chia ra combo 7. Phun cuối tuần thì thằng này sẽ phun giữa tuần, thằng này cuối tuần thì này giữa tuần, rồi chúng ta chia nó ra. Rồi vậy thôi. Vừa rồi á, thì em cũng là chia sẻ cho mấy anh chị về cái phân thuốc để chúng ta dưỡng cây ngọc điểm của chúng ta sau khi nó ra hoa. Đó, chúng ta sẽ phục hồi nó lại như thế nào. Đó thì, nhưng mà mấy anh chị phải lưu ý một điều nè. Cái này thì rất nhiều anh chị mắc phải nha. Mấy anh chị lưu ý là trước khi mà chúng ta phun phân thuốc á, là chúng ta phải tưới sơ cho nó một lần, phun sương cho nó. Rồi sau khi chúng ta tưới phân xong, 1-2 tiếng sau chúng ta phải xả lại, xả sơ lại cho nó.
Không thôi mà khi mà nắng lên á, nóng lên á, là những cái phân bón mà nó còn đọng lại trên đầu rễ nè, trên lá nè, nó sẽ làm cháy đầu rễ, cháy lá. Mấy anh chị cứ nói mà sao mà phun mà cứ bị cháy đầu rễ hoài, là do mấy anh chị phun không đúng liều lượng và mấy anh chị không xả lại. Cho dù mấy anh chị phun hơi quá liều một xíu thôi mà không xả lại, là khi mà trời nắng lên á, chắc chắn nó sẽ bị cháy đầu rễ liền. Mà anh chị xả lại nước lại á, thì tỷ lệ cháy đầu rễ nó rất là thấp. Nhớ nha mấy anh chị. Rồi, thì cảm ơn cô chú mấy anh chị đã cùng em theo dõi cái clip của em. Và hẹn gặp lại cô chú mấy anh chị trong những cái clip lần sau. Xin thân ái chào tạm biệt.